bên này thẳng ra. Thôi cho anh lái thử Kona để anh cảm nhận luôn nha anh. Rồi em nói luôn. Đây là 1.6 turbo nha anh. 1.6 turbo. Ông thử turbo là khổ tôi. Sướng quá rồi, xuống không nổi. Đầu trước cửa bảo vệ đem đưa giấy ra cổng. Nó ghế giữa sao nó máy. Chạy chế độ sport. Đánh qua đây coi. Cái tiếng hà giống. Dạ. Bắt qua đây. Ủa quẹo đây hả? Dạ quẹo phải. Ủa quẹo đâu? Quẹo phải đi. Thôi anh đi chảnh anh vòng lại cũng được. Đánh vòng đây cũng được. Nè quẹo đây nè. Chảnh không có đường. Chảnh hết đường rồi. Vô đường đó đó hả? Dạ vô cái đường đó chạy vòng 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 trong khu này cho nó. Ok. Im. Đó. Cân bằng điện tử luôn. Dạ quá. CS5 kìa. CS5. Chứ hoành đầu lại đua chơi. Thằng này ăn đứt CS5 luôn á. Ừ. Eco Sport là ăn luôn. Tao mẫu cũ hả ta? CS5 hả? Không. Mẫu mới chạy ngang hả? Một, chưa đang chạy ngang. Em cũng không rành CS5 lắm. Nhưng mà biết là CS5. Đây là đang ở chế độ về đây không? Dạ đúng rồi. Đâu phải luôn á. Rồi. Gì nó mới đúng rồi. Đúng là thử xe. Ăn sao không có gì ăn. Ai à, tôi khí đâu rồi không mày. Ôi ông khách quá dữ. Sao tôi khí lần mà vừa quý. Trời ơi chưa có đụng mà bung gì ông. Phá cửa sau lại chưa? Phá rồi. Lóc cửa lại rồi. Tự lóc hết rồi. Yên tâm đi. Để ra khỏi xe. Má thử xe chắc phải. Chắc anh này có vô Happy Land rồi nè. Happy Land đua. Ủa đó đâu. Sáu mươi. Đồ. Làm vậy cơ. Ó. Má cân bằng. Qua số đây nha. Nghe tiếng kìa. Này là bán tự động mà vô số tay. Má nôn ruột luôn á. Ông Vàng, Vàng mới phẫu thuật ruột thừa anh từ từ để ổng đào lại. Không quay phim á. Má nôn ruột luôn á. Ông ơi quá. Sorry. À, anh chạy nhầm đi cho em xuống đó, xuống anh. Cho em xuống em đi bộ chạy cũng được. Test cầm phò. Dạ test cầm phò đi anh. Chạy em dịu xíu đi. Bồng bền không? Thấy bồng bền không? Bồng bền thiệt chứ bộ. Đó là ông cứ nôn nao ruột không anh. Cái hệ thống treo á, xe, xe nó thấy bồng bền không? Ngồi sao thấy bồng bền không? Ngồi sao thấy sao? Thấy là nó êm rồi đó. Êm hả? Giờ em hơn rồi đó. Thì này chạy chứ có công pho mà. Anh bo vậy mà không lóc cửa cái chắc em văng ra ngoài luôn rồi đó. Cái gì vậy? Không ngại sao dây an toàn. Không. Không có sao không có. Có không ta? Có. Có mà nó lên. Công pho nó lên hơi chậm. Hơi chậm nó có đầu trễ anh. Em. Nhẹ ngã qua trước để tránh nó. Về à, về à. Tránh nó bất ngờ nó mất ấu. Cô đi. Xanh hoài luôn. Tối nhậu quá thuốc. Đó, nhậu ông kia, nhậu ông bên đây. Hồi sáng là em đi còn không nổi nữa mà bây giờ tỉnh rồi đó.
đề là tôi biết không? Không phải, mình chuẩn bị trước, nó không có bị sốc. Mà mình ngồi vững cái anh Quang nó ngồi. Thẳng số. Đá này, chí này mà đổ cho bô vô nó nghe đá. Là anh qua với số tay là cộng từ ha. À, đúng rồi. Cái này là cảnh báo tắt không? Ừ. Cảm biến, cảnh báo cảm biến. Tắt cảm biến. Ồ, nó mạnh quá. Bản nó mạnh. 2.0 nó cũng mạnh, cái không bằng nhưng mà cũng không có yếu vậy đâu. Không, này giọt mạnh. Nó thật bô mà. Xuống 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 xuống. Ghế luôn à? Ừ. Ghế này đập xuống tính bảo dưỡng hay tính làm gì á? Bảo dưỡng. Chưa gài nút rồi. Quẹo về số lâm luôn. Về số lâm. Về luôn hả? Đó, thật ghê chứ. Dữ. Dòng này chạy bốc không anh? Quá ngon. Quá ngon. Ngon. Ngồi cái tiếng không rồi thấy luôn. Rồi, thẳng lái giờ rồi. Anh lên dốc ở đầu đó đi, em chạy kia. Lên dốc này không? Dạ, lên dốc này là rồi lên luôn. Dòng này là quá ok hả anh? Không phải chơi, không phải chơi chỗ không nào. Gì để mà nói nữa. Không gì để mà nói nha. Khách có phát biểu cảm nghĩ về dòng này là không gì để nói nữa, quá ok rồi, cảm ơn anh.